Nhật Bản phát triển ra người sống trên ngón tay robot. Thứ sáu ngày 10 tháng 6, một nhà khoa học Nhật Bản cho biết hình người có thể xuất hiện thậm chí giống như thật trong tương lai nhờ một cải tiến bao bọc cỗ máy robot bằng da người sống. Sojitachi, giáo sư nghiên cứu cho biết, ngón tay robot được bao phủ bằng da sống và có thể tự chữa lành vết thương. Nó có thể chống nước và có nếp nhăn khi ngón tay của robot cong lên. Tachi nói với Joter, sự hiện diện của các tế bào sống có nghĩa là robot có thể được cung cấp các chức năng như các tế bào sống hoặc vật liệu sinh học. Điều tuyệt vời về vật liệu sinh học là chúng có các khả năng như tự sửa chữa chia tách, tăng sinh và cảm biến rất nhạy cảm. Chúng tôi đã đạt được những thành tựu lần này bằng cách làm cho ngoại hình của robot trở nên giống con người hơn. Tachi và nhóm của anh ấy hy vọng sẽ thêm các tính năng bổ sung vào da, chẳng hạn như hệ thống thần kinh hoặc mạch máu, để cải thiện hơn nữa chức năng của nó. Nếu đạt được, anh tin rằng da có thể được sử dụng trong tương lai cho các mục đích đa cấp như cấy ghép, thử nghiệm mỹ phẩm và thuốc, hoặc thậm chí là một phần bao phủ cho các chi giả.